khách đến, rước khanh vào nhà, quà cáp bao la, mọi nhà no đủ, vàng bạc đầy hũ, gia chủ phát tài. Mùa xuân này ta cùng chúc cho nhau bao niềm vui, bao tình yêu an lành, khắp muôn nơi ai cũng được no ấm, nhà nhà vui nay cũng đón Tết xuân. Chúc ông bà đi giàu sức khỏe, chúc ba mẹ sẽ luôn luôn yên vui, các em thơ sẽ luôn luôn no ấm, cùng nhau cùng nhau chúc tất ta. Thank you.
Vâng. Đây chính là một tấm gương để các bậc huynh và cả các bạn nhỏ ngồi dưới đây noi theo. Hãy giúp con em mình không quên tiếng Việt. Đây có đá gì vậy? Chúng ta cầm tay, nó bắt cái lại đi như tí là cầm tay. Đây là cửa, chăm con và